Đứa mình văn nghệ coi như ngang ngửa rồi. Thôi bây giờ về đi. Bây giờ hai đứa mình hát song ca tặng cho cô dâu với chú rể nha. Một bài ha. Bắt đầu nha. Bây giờ mình mời cô dâu chú rể lên. Đấy nè, em thấy nè, cái tướng của cô dâu chú rể. Đây là cái bài hát tướng rồi đó. Rồi, bây giờ bắt đầu rồi. Tiếp nha. Anh đàn bà đó trông đi 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 hoài một gian người trông vô trai quá trông sexy đi làm sao mới ngày nào trai tơ vẫn còn thế mà nay thành sao hiếu nhỉ. Ô ra anh đã quen đi nhà là anh chạy ra ngoài chợ nè, anh mua cho em một cành bông hồng đẹp nhất anh tặng em được chưa? À không được. Ôi trời, trời. Bông hồng là không được rồi. Chứ mày muốn gì nữa? À anh muốn nghe phải không? Ừ, chứ em muốn em... Tôi nói thử đi coi nghe coi. Thôi nói qua nói lại không bằng nói thiệt. Em muốn anh mua cho em một cái xe Mercedes. Trời đất ơi, ước mơ này đơn giản hả? Trời ơi, còn có ước mơ nào đơn giản hơn con nhỏ thế này mua nữa không? Mua chiếc xe chạy rồi, mình còn phải có tổ uyên ương nữa, anh mua cho em thêm cái nhà. Trời ơi, ước mơ những cái trời ơi, tôi nghe trời ơi, tôi chống mặt, chống nhắn mặt mày. Trời ơi, nổi ốc nổi ác hay sao, trời rồi. Thôi được rồi, cái đó để tính sau đi. Còn bây giờ, trời ơi, bây giờ hả?
Bây giờ vậy nha. Bây giờ anh giúp em cái này nè. Chỉ giúp em, chỉ giúp em. Nghe kỹ. Chỉ giúp em đôi chiếu chứ em nằm. Đôi chân em đắm chứ đôi chân. Là chồng em đeo, là chồng em đeo. Chỉ giúp em quan tâm tình cho, quan tâm tình thương là yêu đương. Trời đêm trắng tỏ, anh mấy đêm trắng dần, bỏ quên chiếc non ngôi đá non trên trời. Là cành hoa sen, em cho anh xin. Không trả đâu. Hay là em để chỉ làm tiền. Ừ, đúng rồi. Làm tiền trong nhà. Ôi hỡi cha ơi, tình cảm ơi hỡi cha ơi. Chỉ áo anh, áo anh. Chỉ tình chỉ, tình chỉ. Chỉ đưa ta, chỉ đưa ta. Vợ anh chưa có em, chỉ mẹ già. Mẹ già chưa thâu. Tình già, tình vẫn chưa thâu. Chồng em sẽ giúp cho em một thân son vò, một con lợn béo và giò dương tâm. Chỉ giúp em, chỉ giúp em đôi chiếu chứ em nằm. Chứ em đã rồi. Đôi chân này em đắp đắp. Em không có rồi. Chỉ đôi chân là chồng em đeo, là chồng em đeo. Giúp em quan tâm tình trời, quan tâm tình thương lại đều buông nhau. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe một bài hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh qua nhiều thời kỳ lắm rồi nha. Cái này qua nhiều thời kỳ lắm rồi nha. Bây giờ vậy nè, trước khi hát cái bài này anh đố em vậy chứ. Người ta yêu nhau có bao nhiêu thời kỳ tất cả. Ờ, dễ rồi. Yeah, gặp nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau, xong rồi già ảnh nhau, ba thời kỳ. Trời ơi, đơn giản quá vậy. Không có đâu. Hai cái ông cụ bà cụ bên Việt Nam ngày xưa đó, kể lại cho nghe nè, người ta yêu nhau khoảng tới 4 thế kỷ. Vậy đó. Kể cho khán giả nghe, bà con nghe đi. Được, đây nè, bây giờ em nghe thời kỳ thứ nhất khi người ta yêu nhau, bắt đầu yêu nhau đó. Người ta làm gì cho nhau? Nghe đi nè, thời kỳ thứ nhất này nghe không? Nghe kỹ nè. Yêu nhau, cởi áo ôi áo
cởi luôn. Trời ơi, cởi áo thì phải cởi tiếp nè. Trời ơi, có phải tạ không đi? Tôi nói vậy không bảo đảm gì cho vậy. Chắc này không? Chắc hay phải không? Phải tạm phải không? Chưa lấy chồng từ thuở mười ba, về nhà
về giới quê. Một mùa lá xanh, một dòng sông coi tướng, coi tai, coi giò, coi cả các cậu.